Hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 9 tháng 11, Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường tổ chức tiết học ngoại khóa nâng cao ý thức sử dụng mạng xã hội cho học sinh Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện. Tham gia tiết học ngoại khóa, các em học sinh được truyền đạt các kiến thức về thực trạng sử dụng mạng xã hội hiện nay, lợi ích và hệ lụy của việc sử dụng mạng xã hội, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn và hiệu quả, giải pháp tránh rủi ro khi tham gia mạng xã hội, các quy định của pháp luật về sử dụng mạng xã hội, các hành vi bị nghiêm cấm và xử phạt khi tham gia mạng xã hội. Thông qua tiết học, giúp các em học sinh có những hiểu biết cần thiết khi tham gia mạng xã hội, biết bảo vệ bản thân mình và tránh được những cám dỗ, những rủi ro trên môi trường mạng.